Hello. Hello. Hello, teacher. Hello, good evening. Hello, Hiền. Hello, teacher. Yeah, how do you do today? Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Các bạn hôm nay thế nào rồi? Trời ơi, how do you do today? Teacher Ngọc. Hello, hello teacher. Các cô là nhỏ ấy. Ơi, bố với cái quả. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, hello. Hello, wow, các bạn này, how do you do today? Ở lại bình luận. How do you do today? Các bạn có khỏe không? How do you do today? Rồi, hôm nay thời tiết dở rồi, cho nên là có nhiều bạn bị ốm đúng không nào? Yeah. Hello. Cô. Đâu bạn nào đây? Hello. Hello, Hùng. The teacher. Hello. Hello. Nào, các bạn nhanh nào để ổn định. Cô có thể có nào? Xin thế. Có nào? Bạn nào đây? Bạn nào đây? Ai đây ta? Ai đây ta? Who's this? Đi không? What do you want to talk to me? Yes, because at the last period has been so easy. Có nghĩa là gửi lại game thì sẽ rất là dễ cho các bạn. Vì vậy là mình muốn học nhiều hơn vào ngày hôm nay để mình có thể làm bài tập tổng hợp nè. Đúng nhỉ? Hôm trước mình học ở nhiều mặt thôi. Hôm nay mình sẽ học nhiều từ hơn nhá, để mình có thể làm tổng hợp bài nhá. Yeah. Rồi, các bạn rất là chăm học. Trời ơi, ở lớp người ta ấy thì giáo viên bắt học sinh làm bài tập, nhưng mà lớp của cô là cô giáo gửi bài tập. Cô không gửi là các bạn nhớ. Các bạn ổn định chỗ ngồi chưa nào? Nếu mà ổn định chỗ ngồi thì I can raise hands to let you know that you are ready for the class, please. I like this. We have to raise hands. Cô nghe thấy chưa? Raise hands. Yeah, raise hands. Like this. We have the icon raise hands. To let you need to know that you are ready for the class now. Ôi dồi, trời ơi. Cô đừng có phá nữa. Who this? Who this? Okay. Thank you bạn Nguyễn Ngọc. Có biết con đâu không? Dưới tầng này này. Bạn Nguyễn Ngọc bảo ai? Wow, thank you. Yeah. Hôm nay mình học sớm mở lúc nào cũng là phát. Today we the class. Nói nè. How are you teacher Ngọc? How do I talk to you? Yeah, I see that we have a question. Lớp Zoom của cô có một câu hỏi là how are you today, Miss Ngọc? Thì hôm nay cô có thể trả lời là hôm nay I am a little bit tired. Yeah, but I'm so happy because I have a class with you now, my cute students. And you also are so great. So everyone here makes me feel happier. Okay. So now we need to go on the class. We need to go on the class now, okay? Bây giờ mình sẽ tắt mic nha. Nhỏ thôi. Chúng mình sẽ tắt mic nha, okay? Hello, mình sẽ phải tắt mic rồi. Chị đang muốn là gửi bài cho cô, nhưng mà chị có chút bạn thì cô tắt mic. Wow. Okay. Let me see. Yeah.
So, trời, thế là chúng, chắc các bạn có nhìn được màn hình không? Can you see my screen now? Okay, I will stop there here and I will share again. And you will check for me. What can you see on the screen? Okay, what can you see on the screen of the class? Các con nhìn thấy gì ở trên bài này? Có nhìn thấy bài giảng không? Can you see? Yes, okay. Yes or not? Yes or no? Yes, thank you. I love you. Okay. Can you see the screen? Yes, good. Today we will go on the next unit. Hôm nay chúng mình sẽ học unit mới. Xong rồi mình sẽ làm bài tập tổng hợp unit 4 và unit 5 nha. Chà, các bạn nhắn tin bảo cô là cô ơi, sao không gửi bài tập đi. Nhưng mà học làm bài tập có tí tí về phần wearing à, nó không có bỏ đúng không? Ok, vậy thì mình phải học xong cái này xong mình sẽ làm một bài tập thật thật lớn nhá. Và chơi và làm bài project cho cô. Ok. That's the reason why I want you to move to the next unit. That we will have more challenges to show up. Ok. Ok, bây giờ cô tắt chat trước nhá. Tắt chat bực trí xong thì lúc làm bài tập thì mình mở chat nha. Tự nhiên lại tắt mic à, tự nhiên lại vẽ lên bảng. Ok, cả các bạn ở trên livestream cũng vậy nha. Mình sẽ tập trung nhỏ cả lớp nha. Tập trung vào bài. Ok, we focus on the class now. Take a little water. Mình sẽ để một chút nước ở trên mặt bàn được không nào? Rồi, các bạn đã có nước ở trên mặt bàn của mình chưa? Hôm nay là bài mới. Busy at home. We go on the next unit. You're busy at home. Okay, can nào, cô xem nào, lớp mình đâu rồi? Thế bây giờ là có Ronnie, có hai bạn, hai anh em đúng không? Okay. Ronnie, đây cô sẽ pin video của cô lên để cho các bạn dễ theo dõi nhá. Trong bài hôm nay mình sẽ học về tại sao mình lại bận ở nhà nhỉ? Busy at home. Trong thời gian giãn cách vừa rồi, các bạn đã phải làm những gì nhỉ? Các bạn đã có những cái trò chơi gì hay là các bạn đã có những hoạt động gì mà thật là vui nào? Kể nhắn tin cho cô xem nào. Can you type it? Đã bạn nào đã học được nấu cơm chưa? Cooking chẳng hạn này. Yeah, đã có bạn nào đã học cooking chưa? No. How about playing something new? No, okay. Now about cook or drawing? Okay, what did you do? Con chả làm gì. Nào, bây giờ mình sẽ viết lên trên bê một chút nha. Okay. Mình bảo là mình busy at home, đúng không? Mình bảo mình busy at home. Bận, rất là bận bịu. Rồi, rất là luôn tay luôn chân. Busy, cả lớp nào lấy tay chỉ vào trong bài cho cô nào. Busy, okay. One more time. Busy, okay, great. And busy at home, bận bịu ở nhà. Và ở nhà thì cô thường thường cô sẽ dành rất rất nhiều thời gian vào việc working. Cô làm việc, tại vì là cô làm dịch thuật và cả giảng dạy nữa. Vì vậy thời gian của cô 12 tiếng cho đến 14 tiếng đều loanh quanh đến việc working. Ok. Và sau đó thì cô cũng loanh quanh việc gì nhỉ? Vẽ. Ok. Drawing. Các bạn có drawing không? Drawing. Yes, ok. Vẽ, đúng rồi. Cô hay luyện tập drawing. Drawing để có thể một là ghi chép lại tất cả các thông tin mình cần làm hay là tổng hợp lại các kiến thức mình học bằng sketch note. Ok, drawing. Thi thoảng cô sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc cooking bởi vì cô cũng rất là thích ăn. Ok, do you like cooking? Do you like cooking? Other class, các bạn có thích cooking không? Comment cho cô là no. Ok, no. À, có bạn bảo là cô giơ tay làm gì, cô phải học sinh đâu. Thì cô để giơ tay này để cho những cái bạn nào mà các bạn chưa biết dùng icon ấy, các bạn biết là raise hand là gì á. À, cô làm giáo viên tiếng Anh mỹ thuật nà, chỉ là cô thích vẽ thôi.
Ok, bây nào cooking nào, có bạn nào gợi ý khác cho cô không? Cooking nào. Thế thì còn những cái việc mà rất là đơn giản, ví dụ như là đi tắm nào. Ok, mình vẫn chưa biết từ đấy đúng không? Hay là trước khi đi ngủ ấy, hôm nào buổi tối nào cô cũng chúc các bạn là good night đúng không? Xong thì mình gì nhỉ? Đấy, hôm nào cô cũng nhắc luôn nhớ không? Comment cho cô nào. Hôm nào cô cũng nhắc. Hôm nào cô cũng nhắc là trước khi đi ngủ cả lớp làm gì? Yeah. Other class remember to and đấy, nhớ không? Now, okay, we need to brush teeth and wash your face. Remember? Yeah, đúng rồi. Hôm nào cô cũng nhắc. Rồi, bây giờ thì mình sẽ xóa này nha. Busy at home. Nếu bạn nào đang ghi ở vở hay là các bạn chưa ghi vở thì các bạn nhớ cô nha. Bận bịu tại nhà. Busy. Bận bịu. Wow. Luôn tay, luôn chân. Busy, busy. Okay, at home. And now we go on the class now. Okay, look at the picture. We will listen to the song now. We will listen to the song. I'm busy. Okay. I'm busy. Tôi bận bịu. Tôi luôn tay luôn chân. Okay. Mình sẽ nghe một đoạn video và nghe một đoạn hát ngắn thôi để xem là bạn ấy làm gì mà bạn ấy bận bịu luôn tay luôn chân ở nhà nhá. Okay. Let's start it. Unit 5. Busy at home. Page 54. Activity 1. Listen and read. Then sing, I'm busy. I'm brushing my teeth. I'm combing my hair. I'm busy, I'm busy. I have to get there. I'm eating breakfast. I'm washing my face. I'm busy, I'm busy. I have no time to waste. About a day for a student, right? Các bạn nào? Ok, comment cho cô biết là các bạn trên livestream biết nào. Bạn ấy nói bạn ấy luôn luôn busy. Ok, always busy. Always busy, right? Thì bạn ấy đã làm gì trong này nào? Nhìn đây trông có giống quen thuộc không? Trông có quen thuộc không? Comment cho cô biết nào. Nghe có quen không nào? À, từ bận này. I'm busy. I'm brushing my teeth. I'm combing my hair. I'm busy. I'm busy. I have to get there, right? Thì trong lời bài hát có nói rằng là tôi rất là bận đúng không? Mình đầu tiên là phải nhanh chóng đánh răng này, ok? Mình chải tóc này, mình rất là bận tay bận chân đúng không? Mình phải chạy đến đó luôn, ok? Trông có giống không? Nghe nó giống như thế nào nhỉ? Nghe giống như nào nhỉ? Nghe như kiểu mình sắp đi học muộn ấy, đúng không? Nghe có quen không? Trời ơi, ở đây phải quá nửa các bạn nhìn cái này quen rồi. Right? Ok. Tiếp tục nha. Bạn ấy cũng trong khổ 2 mà có hát là I'm eating breakfast. I'm washing my face. I'm busy. I'm busy. I have no time to waste. Trong câu này thì các bạn ấy có nói rằng là mình ăn vội, ăn sáng đúng không? I'm eating breakfast. Right, giống như bạn tóc xù đây này. Yeah, okay, bạn tóc xù ấy. Rồi là bạn chải, rửa mặt này. Washing my face. Đấy, bạn rất là bận tay bận chân. Bạn không có thời gian để mà lãng phí. Và I'm putting on my jacket. Giống mặc áo đồng phục ấy. Đó, áo khoác đồng phục nha. I'm putting on my jacket and my backpack. Wait, right. Là cho cặp sách ra đằng sau nữa. Rất là bận. I'm busy. I can't be late. Ok, chúng mình không thể muộn được. Trong lời bài hát này thì cô liên tưởng đến việc các bạn học sinh sắp sửa đi học muộn. Ok, chúng ta không thể đi học muộn được, đúng không? Cho nên là để tránh trường hợp mà busy như một con ong như thế này thì các bạn phải dậy sớm hơn một chút.
Ok, để mình chuẩn bị cho tươm tất hơn. Right, ok. We go on the class now. Mình tiếp tục nào, bài chính ngày hôm nay. Bài chính hôm nay mình sẽ học về trong nhà mình có các phòng như nào. Có thể là có những bạn đã học rồi, nhưng mà có những bạn, rất nhiều bạn chưa biết. Thì hôm nay mình sẽ học nha. Mình sẽ học về các phòng và các hoạt động ở các phòng. Ok, the first. Nào, ok, mình sẽ tưởng tượng này, mình đi từ nhà đúng không? Mình đi vào nhà cô Ngọc chơi. Ok, hôm nay cô Ngọc mời các bạn vào nhà chơi. Thì là vào nhà là bắt đầu các bạn thấy là mình vào phòng khách đúng không? Rồi từ vào phòng khách nhà cô này có tivi, có sofa này, có big clock này, ok. And a big television, right? Đúng không? Và nhà cô Ngọc là sẽ có sofa, tivi, đồng hồ đó để hoành tráng trong phòng khách. Sau đó thì cô Ngọc mời các bạn vào ăn cơm cùng với cô, right? In dining room, ok. Mời các bạn ăn cơm cùng với cô vào trong phòng ăn, dining room, right? Sau thì để có thể là chuẩn bị nhiều đồ ăn hơn cho các bạn thì cô phải chạy vào trong kitchen. Ok, để có thể chuẩn bị nhiều đồ ăn hơn cho các con thì cô phải vào trong kitchen để cô có thể lấy nhiều spaghetti và nhiều snack cho các bạn, đúng không? Rồi, sau khi ăn xong thì mình sẽ vào bathroom để rửa tay. Ok, ăn xong thì mình vào bathroom để rửa tay. Và mình sẽ có thể là, nếu mà bạn nào mà cần thay quần áo hay đi vệ sinh thì mình vào bathroom, right? Và mời các bạn nghỉ trưa ở trong phòng ngủ là phòng bathroom, ok. Đấy là nói qua thôi, còn hôm bây giờ mình sẽ nghe một đoạn nhá. Và listen and use your pen to point to the screen now. Mình sẽ nghe và mình sẽ lấy bút để chỉ vào nhá. Để nhớ xem là các phòng này trong tiếng Anh sẽ nói như nào ta. Page 55, Activity 2. Listen, point and say. Point and say. One. Bathroom. She's taking a bath. Yeah, bathroom. Bathroom. Okay, nếu bạn nào không biết đọc nào, mình sẽ luyện tập nói theo cô Ngọc nha. Look at the screen now. Look at the screen now. Bây giờ mình sẽ stop share ở đây. Yeah. Look at the screen. Look at my mouth, right? Carefully, okay? Bathroom. Okay, one more time. Bathroom. Nào các bạn luyện tập theo cô nào. Đâu cô nhìn đâu, cái miệng đâu rồi? Chà, bạn nào cũng đang luyện tập rồi. Okay. One more time bởi vì nó có âm th. Th. Okay, look at my mouth now. Okay. Th. Cái từ bath. Bathroom. Okay. Bathroom. Okay, try right. Nhớ nha, mình sẽ luyện tập này. One more time. Bathroom. Good. Ok, hơi khó đúng không? Chút nữa mình sẽ luyện tập nhiều hơn nha. Mình tiếp tục nghe nào. Page 55 and say. 1. Bathroom. She's taking a bath. Yeah. Bathroom, she's taking a bath. Taking a bath. Phòng tắm, cô ấy đang tắm. Right? Look at the picture now. It's clear, right? Okay, go on. Two. Bedroom, she's getting dressed. Okay, can you hear? Can you hear this? 2. Bedroom. She's getting dressed. Can you hear this? Bathroom. Right? Bathroom. Bathroom. Okay, stop share here. Phòng ngủ. Okay. Bạn ấy có thể là ngủ này hoặc là thay quần áo ở trong phòng ngủ đúng không? Bathroom. Okay, one more time. Các bạn luyện tập theo cô nào. Bath. Bath.
Ok, lưỡi nha. Lần này là cô đã phải phóng thật to cái khuôn mặt của cô lên rồi á. Cho nên là các bạn phải luyện tập tiếp đấy nha. Ok, bed. Bathroom. Ok, one more time. Bathroom. Phòng ngủ, thay quần áo được. Right. She's dressing. Dressing. Cô ấy đang mặc quần áo. She's dressing. Như hôm trước mình dạy là she's wearing a hat, right? Hôm trước cô dạy là cô ấy đang đội một cái mũ thì là từ wearing đúng không? Còn hôm nay là có nghe được là she's dressing. Dress là mặc vào á. Dress giống cái từ cái váy mà dressing là mặc vào đó. She's dressing. Bathroom. Dressing. Okay. Move to the next word. Two. Bed, kitchen. He's cooking. Yeah. Okay, can you hear this? Các bạn nghe được không nhỉ? Kitchen. Okay. Kitchen. Okay, kitchen. Nào, cô lướt qua một loạt xem nào. Wow, chà, các bạn luyện tập đây, khó khăn lắm. Kitchen. Okay. Look at this. Trúc Linh và Trúc Lâm này đang cố gắng rất luyện tập đấy. Vậy cô thử mở mic của Trúc Linh và Trúc Lâm xem là. Ok, Trúc Linh và Trúc Lâm. Ok, can you hear me? Yeah, ok, how about Trúc Lâm? Kitchen. Ok, bây giờ đồng thanh nào. Kitchen. Kitchen. Great. Okay, và look at the screen now. Thì ở trong kitchen đấy, cái anh ấy đang làm gì nhỉ? Anh đang làm gì nhỉ? What is he doing? Anh ấy đang làm gì ta? Cooking. Great, cooking. He's cooking. Tốt lắm nào. Move to the next. Thank you, Trúc Linh và Trúc Lâm. Rất là tập trung. Right, học sinh của cô đó. Các bạn ở đây, học sinh của cô, bạn nào cũng rất là chăm chỉ, tập trung. Ok, the next word. Four. Four. Dining room. He's eating. Ok, can you hear this? Cooking. Four. Dining room. He's eating. Ok, dining room. He's eating. Okay, start right here. Dining room. Dining room. Okay. Dining room. Okay, cô tạm phải mute các bạn một chút nha. Right, các bạn tắt mic nha. Okay, dining room. Right, phòng ăn. Đâu rồi, cô thử gọi một bạn nữa nào. Bạn là strawberry. Bạn quả dâu tây. Right. Okay. Hello. Hello. Yes. Look at the screen that we have the word dining room. Can you read out loud this word for all the people here? Dining room. Dining room. Dining room. Okay, các bạn biết tại sao mà nó lại rất là khó nghe khi các bạn nghe không? Là tại vì á, khi mà mình nghe đài ấy, người ta sẽ nói lướt rất là nhanh đúng không nhỉ? Và đôi khi là bị nuốt âm. Vừa nãy mình nghe chỉ có nghe mới là dining room thôi, right? Nhưng mà khi mà mình phát âm nó rõ ràng hơn á, mình để học mà. Ok, đây cô lý giải tại sao vừa nãy các bạn rất khó nghe. Đó, dining room. Dining room, right? Good. Và anh ấy thì đang gì nhỉ? He's eating, right? Thấy comment. Yeah, he's eating. Good. Dining room. He's eating. Great. Thank you. Now, next. Mình gần xong rồi. Nào, tiếp tục nào, xem nào. Còn gì đây ta?
Có hai anh bà đúng không? Grandpa và grandma. He's drinking. He's reading. Five. Living room. She's drinking. He's reading. Living room. She's drinking. He's reading. Okay, can you hear this? Oh my god, my student, can you hear this? How can you do this? Mà có bạn nào giơ tay không? À, giơ tay không nào? Cô lướt lướt một câu lượt xem nào. Yes, okay. Romy and Venus. Okay, Romy and Venus. Wow, oh my god. You're twin? Hai bạn sinh đôi hả? Hai con sinh đôi hả? No, so can you turn on the mic, please? Turn nào, bật mic nào. Okay, hello, Ronnie and Venus. Oh my god, you're so sweet. Hello, teacher. Yes, what is your full name? Ronnie first. About Ronnie. Who is Ronnie? Who is Ronnie? Ai là Ronnie đây? Yes. What is your name? Your Vietnamese name? My name is Minh Khoi. Yeah, your name is Minh Khoi, right? Okay. And how about Venus? How about Venus? Okay. What's your full name? Venus. My name is Minh Châu. My name is Minh Châu. Minh Châu á? Minh Châu. Minh Châu. Ah yes, you mean to, Minh Khoi and Minh Thư. Are you twin? Các bạn là hai anh em sinh đôi hả? Huh? Are you twin? No. They are not. Okay. Who is older? Who is older? I là chị, I là anh đây. Who is older? Nói đi nói con đi. I'm 6 years old. I'm 6 years old. Yeah, and I'm how seven are you? No, oh, I'm 6 years old. Yeah, you're 6 years old, and who is seven? She's seven. Yeah, she's okay. Seven. You look a little bit older than him. Okay. Yeah, today we have a so special guest. It's their mom. Cả mẹ và cả con đều có thể nói tiếng Anh rất là wow. Okay. Và vừa rồi cô có từ gì nhỉ? Living room, right? So, can you read out loud this word for me and all the people here? Living room. Okay, I can't hear. Can you? Living room. Living room. Okay, so we come back to the picture, right? Ronnie and Vince, look at this. We come back to the picture. So what are they doing? What are they doing? What are they doing? What is she doing? She's drinking. Uống, uống trà. Yes, she's drinking. And how about this book? He's reading book. Yeah, okay, great. He's reading book. Oh my god, look at this. We have three people here. Chúng mình có Ronnie, Venus, and how about your mom? Okay, rất là thích. Trời ơi, how about your mom? What's your full name? My name's Song, Lê Song. Yeah, do you have any nickname? I'm Kate, and how about you? My name is Rosie. Rosie. Yeah, okay. Yeah, Rosie. Yeah. Rosie. It's okay. Thế thì cô Ngọc Trúc, cô Rosie và Ronnie and Venus có một buổi học thật là vui nha. Okay, we come back to the class now. Rất là special. Thank you. Yeah, các bạn thấy chưa? Có cả mẹ học cùng và thích không? Trời ơi, thích quá. Yeah, so come back. Mình có bao nhiêu phòng nhỉ? How many? We have 5 rooms, right? Okay, we have 5 rooms. Okay, bathroom. She's taking a bath. Okay, about the bathroom here. She's dressing. In the kitchen, he's cooking.
cooking. In the dining room, he's eating. In the living room, she's drinking and he's reading. So why we gonna guess all the activities in the picture? I will go move to the next page. Mm-hmm. About the vocabulary today, about living room, right? Bathroom, right? Kitchen, okay. My favorite room is kitchen. And how about you? Let's comment for me. Now, cô mở trang nào. My favorite room is kitchen. Cái phòng mà yêu thích của cô là kitchen. Yeah, my favorite. Hôm trước mình học từ favorite rồi, right? My favorite room is kitchen. And how about you? Các con thích phòng nào nhất nào? What is your favorite? What is your favorite? Yes? Do you? Living room? Okay, leave. Trần Diệu Anh say to me that she like living room the most. Con thích phòng bedroom. Trần Ngọc Thiên Kim say to me that she like bedroom. Okay, Hiệp Phạm, living room. Okay, why? Why? Đây nha, cô first. Me first. Comment for me that because, bởi vì cô thích phòng nấu ăn bởi vì nào? Sao? Because if I can cook, okay, bởi vì cô có thể nấu ăn, cô thực sự rất 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 thích nấu ăn luôn. Because I can cook. And how about you? What can you do in the living room? Các bạn có thể làm gì? Yeah, đánh răng. Thích đánh răng. Okay, con thích bedroom, con thích living room. Wow, hey, I'm busy. Yeah, you're busy with all the rules in your house. Yeah, bedroom, good. Now, mình sẽ nghe từng từ một nhá. Mình sẽ nghe từng từ một nhá. Okay. Living room. Living room. Okay. One more time. Living room. Living room. Great. Đọc nhanh hơn một chút nhá. Living room. Living room. Great. And the next word? Bedroom. 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 Nào cô phân tích cái từ này một chút nhá. Phân tích nào, đây cái bed, nếu mà bạn nào biết thì đây là cái bed, ok, cái giường, cái phòng đúng không, room là cái phòng. Sorry for this because my internet is not good, so I need to come out. Now, mình tiếp tục bài học nào. Sorry, sorry. Trời ơi, so sorry. Yeah. Okay. Next, nào cô phân tích tiếp nào. Trong cái phòng này, cái phòng mà có cái bed đúng không? Đúng trước cái room, phòng. Cái phòng có cái bed là cái phòng ngủ. Dễ mà, đúng không? Kitchen. Kitchen, kitchen là bếp. Thường thường mà cô hay liên tưởng đến từ kin kit ấy, sạch bong kin kit để mà có thể lau bếp ấy, sạch bong kin kit ấy, là cô nghĩ ngay đến phòng bếp luôn, từ kitchen luôn. Okay, great. Còn living room thì sao? Tại sao lại gọi là phòng khách là living room? Cái phòng này mới sống được à? À ni, không phải đâu. Living room, right? Đây là khu vực mà các bạn có thể làm được nhiều việc, đúng không nhỉ? Vừa làm việc, vừa đọc sách, vừa nghỉ ngơi. What's wrong with my internet? Okay. Ôi, mạng của cô thật sự rớt mạng rồi, buồn quá cơ. Các bạn nào? And we have bathroom, bath. Bath là cái bồn nha. Bath là cái bồn. Cái bồn ý. Ok, bath. Cái phòng mà có cái bồn người ta gọi là phòng tắm. Dễ mà, bathroom. Đây, cái âm này là âm khó nhất để các bạn đọc này. So, bathroom. Ok. And và trong cái phòng bathroom này đúng không, mình trước khi đi ngủ mình sẽ phải brushing teeth. Brushing, ok, brushing. Đâu rồi, brushing của bạn đâu? Các bạn đâu, brushing cho cô nào?
brushing đâu? Tay brushing đâu rồi? Yes, okay, brushing. Chải chải ki ki ki, okay. Brushing, brushing đây thì chủ yếu là brushing teeth này, bạn ấy chải răng nha. And reading, như các bạn biết rồi, reading, đọc, okay. Wow. How can we say? Ok, có bạn nào comment cho cô biết không nào? Comment cho cô biết là bây giờ có nhìn thấy bài giảng không nhỉ? Để cô còn biết. Tại vì cô thấy bị out no. Bây giờ, can you see the screen now? Oh, đang học vui. Can you see the screen? Yes, okay. Các bạn có nhìn thấy không? Yes, oh. Trời ơi, các bạn cổ vũ cô quá cô. Cảm ơn nhá, trời, cảm ơn luôn. Thank you, nào cả lớp nào tiếp tục chiến đấu nào. Học đang vui, nhỏ tự nhiên mất mạng, rớt mạng, rớt dây già, rơi đàn. Buồn. Rồi, bây giờ là tắt đi nha, tắt đi nè. Rồi. Tốt. Để cô xem đừng truyền mạng một chút. Ok. Great. Rồi bây giờ bắt đầu là nhìn thấy mặt cô Ngọc rồi đúng không? Ok, nhìn thấy mặt cô Ngọc, mặt cái gì? Baby chick rồi này. Ok, chị Thỏ Ngọc hôm nay. Rồi bây giờ chị Thỏ Ngọc bắt đầu share lại màn hình nhá. Can you see the screen? Ok, great. Tiếp tục nào. Đang học. Ừ, đang học. Ok, reading. Yeah. Reading. Reading. Đọc. Right. À, vừa hôm trước mà mình học cái cụm gì nhỉ? À, các bạn nhớ không nào? Hôm trước mình học nha. He is. Hoặc các bạn có thể viết tắt là he's. Đúng không? Wearing. Ok, cái gì đó. Ừ. Anh ấy thì đang mặc cái gì đó. Mặc. Wearing, đang mặc, thì hôm nay mình sẽ học thêm các từ như, các cụm từ như là he's eating, okay, taking a bath, tắm, and reading, right? Nếu mà giả dụ mà cô muốn là nói về việc, đây là chỉ nói là anh ấy đang ăn đúng không? Thế nói tôi đang ăn nào, tôi đang ăn nào? I am eating, right? Hoặc là họ đang ăn thì sao nào? Nhiều người thì sao nào? They are eating. Ok. Còn nữa nào? Tiếp tục nào. Đây mới chỉ là she's taking a bath. Cô ấy đang tắm đúng không? Taking a bath. À, lấy một cái bồn. Trong một, lấy một cái bồn. Ok. Đang tắm. Thì bây giờ mình có. Mình đang tắm thì sao? Mẹ đang tự nhiên. Mẹ tự nhiên gọi là Ngọc ơi đi ra ngoài nhặt rau cho mẹ. Nhưng mà cô lại bảo là không, không mẹ ơi, con đang tắm. I am taking a bath. Yeah, mom, I am taking a bath. Hoặc cô có thể trả lời là I'm, cái tắt đúng không? I'm taking a bath. Right, okay, it's okay. Nói cho nhanh gọn đúng không? Hoặc là nếu mà tự nhiên mẹ bảo là Ronnie ơi, hay Venus ơi, hay Strawberry ơi, đi vào nhặt rau cho bác, chẳng hạn, đúng không? Nhưng mà chị lại phải trả lời hộ các bạn ấy rằng là they are taking a bath, right? Taking bath, okay, it's okay. Thì cô phải chị phải nói là nào nhỉ? Ôi mẹ ơi, nhưng mà mấy em ấy đang tắm rồi, không đi ra nhặt rau được đúng không? Đó. À cô tắt chat. Ừ quên đấy. Giờ tắt chat đi để còn học nhá. Ok, tiếp tục nào, next. Còn reading đúng không? Như ví dụ như là, ví dụ như tự nhiên nhá. Tự nhiên he's reading đúng không? Mẹ hỏi là Ngọc ơi có biết ông đang làm gì không? Oh, what is he doing? Ông ấy đang làm gì? Thì chị trả lời là he's reading. Ông ấy thì đang đọc sách. Hoặc là
mẹ hỏi là what are you doing? Doing, đang làm gì? Thì chị trả lời, cô trả lời là I am teaching, cô đang giảng dạy. Rất nhiều động từ mà thêm ing này đúng không? Cứ thêm ing này là đang này. Động từ nhá. Động từ là những từ chỉ hành động này. Có đuôi ing này này. Đó, thì là đang này. Is eating này. Is taking a bath này. The reading này. Ok. Great. Listen now. Listen. Mình sẽ đến phần listen. Find in test one point and say. Nào mình nghe một đoạn và mình chỉ vào bài nhá. Page 55, activity 3. Listen and find in 2. Point and say. 1. He's eating. 2. She's taking a bath. 3. He's reading. Okay, we have he's eating. Hello now. Body language now. He's eating. Okay. She's taking a bath. She's taking a bath. And the last, he's reading. He's reading. Và lưu ý cho cô nha, không được quên âm gió, bởi vì đây là viết tắt, cho nên là các bạn rất hay bỏ quên âm gió của cô khi nói, khi đọc nha. He's viết tắt của he is. Các bạn có thể đọc hẳn ra cũng được để cho đỡ quên. He is, she is, and he is, they are, I am. Ok, để cho mình đỡ quên. Đó, chứ nhiều bạn mà cứ đọc như này là hay quên âm gió của cô lắm. Các bạn nhớ nhá. He's eating. She's taking a bath. He's reading. Cậu ấy thì đang ăn. Cô ấy thì đang tắm. Ông ấy thì đang đọc sách. Ok, đang đọc. Good. Mình có cấu trúc là thường thường mình đang là mình hỏi là bạn làm gì ơi? Đang làm gì đây đúng không? Mẹ đang làm gì thế? Bố đang làm gì thế? Ok. What are you doing? Hoặc là mình đứng và mình hỏi mẹ về bố. Mẹ ơi, mẹ có biết bố đang làm gì không? What's he doing? Ok. What's he doing? He's eating. He's eating. Nào bây giờ mình sẽ cần một bạn nào. Cô cần một bạn nào để luyện tập bài này nào. Ok, can you raise hands? Can you raise your hands? Đâu rồi, raise hand cho cô nào, mình luyện nói nào. Ok, ok. Ok, Nguyễn Hoàng Ngân là bạn nào ta? Hoàng Ngân đâu? Ok, Hoàng Ngân, Hoàng Ngân. Hello teacher. Ok, hello Hoàng Ngân. How do you do today? How do you do today? Hello teacher. Yeah, yes, yes, I hear that. So, nào bây giờ cô cho mình cùng vào đây nha. Yeah. Khi mà con muốn hỏi, đúng không? Khi mà con muốn hỏi. I hear teacher. Ok, can you hear? Con nghe được không? Đâu Hoàng Ngân đâu, Hoàng Ngân ơi. Hoàng nghe thấy cô nói gì? Hoàng Ngân có nghe thấy cô nói không? Cái mạng của cô nó cứ rớt lên rớt xuống như trái tim bé bỏng của cô cứ rớt lên rớt xuống vậy. Yeah. Yeah, mình sẽ làm một đoạn hội thoại nha để cho các bạn biết tại sao mà mình phải có câu hỏi này nha Ngân nha. À, không sợ, không phải sợ đâu, cô sẽ hướng dẫn này. Okay, look at the screen. We have what's he doing, hoặc là mình có thể viết đầy đủ hơn đúng không? Cô thì không viết tắt đâu, cô viết đầy đủ nha cho con hiểu nha.
What is he doing, right? Bạn nữ hỏi như nào với Ngân nhỉ? Ngân đọc to cô nào. Thôi được rồi, mình sẽ phải các bạn có comment gì về việc mình phải làm thế nào để cho nó đỡ rớt mạng không? Chia sẻ. Hôm nay có bạn nào bị như cô? Ok. Thế thì maybe là cô không thể gọi được rồi. Yeah, maybe thì hôm nay mình học và mình lại không tương tác được rồi. Không sao nhỉ, không sao. Thì cô sẽ hướng dẫn nhá. Ok, look at the screen. Mình có cấu trúc what he doing. Và khi viết liền ra là what is he doing. Ok, viết rõ ràng nào. What is he doing? Anh ấy thì đang làm cái gì vậy? Right? What is he doing? Anh ấy thì đang làm cái gì vậy? He's eating. Anh ấy thì đang ăn. Okay. Ồ, cô ơi không sao đâu, lỗi nhỏ mà cô thấy phù, có cách gì chỉ cho cô nào. Thôi hôm sau chắc là cô phải tải, cô phải mua 3G về đúng không? Chỉ cứ riêng lớp mình là phải học trên nền tảng 3G, 4G, 5G. Thì nó mới ok được chứ, mạng wifi giờ làm cô trò mình rớt tim lên xuống. Right? À, nào hôm nay mình cố gắng nào. What is he doing? Yeah, what is he doing? Và nếu mà muốn hỏi trả lời thì phải là he's, đúng không? Mình hỏi ai thì trả lời nấy. Hỏi về he thì trả lời là he's, đúng không? Hỏi he thì phải đi với is, đúng không? Right, he is. Okay, he is. Anh ấy thì đang ăn. Đây, đúng cái này chưa? Right. What is he doing? He is eating. That's easy. Right. Hôm sau nhá, hôm sau dùng 5G nhá. Hôm sau cô dùng 5G các con ạ. Hôm nào cô cũng đau tim. Ok, và mình sẽ có câu hỏi tương tự là what is she, right? She doing, đúng không? What is she doing? Cô ấy thì đang làm gì vậy? Thì hỏi ai thì phải trả lời cái nấy, đúng không? She taking a bath. She's taking a bath. Hoặc là mình trả lời là she is, đúng không? Đây, viết hoàn chỉnh ra. Is. I-S. She is taking a bath. It's easy. Chỉ thế thôi, hôm nay mình chỉ học là what is he doing này. Và what is she doing này. Đó, mình trả lời là he is hoặc là she is thôi. Và cộng thêm động từ, thêm đuôi ing ở đằng sau, diễn tả việc đang diễn ra. Ví dụ việc đang diễn ra là cô đang bị rớt mạng chẳng hạn. Đấy, thì nó đang diễn ra. Thì cũng như các bạn ở đây này, thì có anh ấy thì đang ăn, có cô ấy thì đang tắm, và có ông ấy thì đang đọc. Chỉ đơn vậy, đơn giản vậy thôi á. Ok, yeah, we will learn. Và theo thường lệ thì lớp mình sẽ có một game rất là nhỏ xinh, nhưng mà hiện tại bây giờ mạng của mình thì không ổn định. Tạm thời thì bởi vì là thường thường ở lớp mình đều biết là sau
lớp mình đều biết thì là sau mỗi bài học thì mình sẽ có trò chơi tương tác, đúng không? Hôm nay cô định cho các bạn là thế nào nhỉ? Luyện nói, có game luyện nói để kiểm tra ngữ âm ấy. Nhưng mà do mạng của mình nhá, do mạng của cô hôm nay không được khỏe, đúng không? Và cả quá trình livestream ở trên Facebook cũng không được ổn định lắm. Vì vậy là mình sẽ làm bài luyện nói vào ngày buổi hôm sau nhá. Thì tổng kết bài hôm nay thì cũng chỉ có vậy thôi. Mình có 5 phòng, đúng không? Có living room, có dining room, ok. Và có 3 phòng còn lại nữa thì mình sẽ xem lại video nhá. Còn lại thì mình sẽ có những cái hoạt động như kiểu brush teeth này, hoặc là wash face, eating, right, okay, reading, and taking a bath. It's easy, chỉ có đơn giản mấy từ đấy thôi. Và mình nhớ là hôm trước mình còn học cái từ wearing nữa, mình học mặc, đúng không nhỉ? Và nếu mà tính ra thì bài mình hôm nay đã hết rồi, nhưng mà tại vì mạng của cô còn yếu cho nên là mình sẽ không thể chơi game được, thì mình hẹn vào ngày hôm sau mình sẽ chơi game nhá. Còn hôm nay cô sẽ soạn bài về nhà cho các con và đăng trên nhóm bài tập. Và bắt đầu từ tuần này mình sẽ bắt đầu làm bài tập lại rồi, cho nên các bạn dành thời gian để làm bài tập của cô Ngọc nhá. Ok, so today is the end of the class now. Yeah, goodbye all the class. See ya. Yeah, see you again. Recording in progress. Oh, ask to unmute them, ma. Ask to unmute them, ma. Yeah, ask to unmute out. Yeah. Yeah, goodbye. Goodbye. Nhớ rửa mặt nhá. Đánh răng. Bye bye. 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 Bye Hiệp. Wow, cái giọng này không thể lẫn đi đâu được. Yeah, có bài Super Kid hay lắm con ạ. Con phải đi học trường. Ồ, bây giờ đi học không? Goodbye teacher. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Bye.